Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Eureka Channel trong phần nhận định kỹ thuật các mã cổ phiếu. Và hôm nay chúng ta sẽ nhận định về view qua các cái chỉ số kỹ thuật của VN30 và đọc và mã 00M Masan. Masan. Tập đoàn Masan. Đây là một tập đoàn về ngành hàng tiêu dùng nhanh, đồng thời vừa mới đặt những cái bước chân nền móng đầu tiên sang lĩnh vực chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi và sản xuất các sản phẩm từ thịt heo, sản phẩm chất lượng cao. Thì hiện tại Masan đang có một dao động ở như vùng tích lũy, vùng vùng đáy ấy, kể từ cái mốc lịch sử 115 thì Masan đã giảm xuống sâu nhất là vùng 73, 72, 73 và hiện tại Masan đang ở vùng 7, 75, 78, 73 đến 78, test lại vùng đáy. Trông giống như là Masan đang tạo một vùng đáy để đi lên. Đó thì nếu mà Masan vượt qua được cái mốc 77,5 lên được vùng 80 á, 80 cộng thì rất là khả thi cho Masan. Còn đối với những ai mà có niềm yêu thích và có những hiểu biết mạnh mẽ về doanh nghiệp Masan này mà có niềm tin rằng cái giá trị của thị trường bây giờ đang phản ánh thấp cái giá trị mà Masan có thể hấp dẫn dòng tiền trong tương lai thì mình có thể cược mua ở vùng 75. 75. Vì trong tương lai cũng gần thôi, sau một vài dao động thì khả năng Masan sẽ có thể lên được vùng 90 này. Đó, thì đây là cái tương lai tương đối gần của Masan. Còn cái stop loss của chúng ta sẽ là vùng 70, 73. Đó thì khi mà join vào bất kỳ một một deal nào thì em Areca có một khuyến nghị là anh chị hãy đặt cho mình một mốc stop loss để mình chủ động bảo toàn vốn. Trong một năm thì chúng ta có thể có rất nhiều trận đánh, trận những deal đầu tư, chứ không nhất thiết là chúng ta phải ôm hy vọng. Nếu mà nó vượt quá cái sức chịu đựng của chúng ta thì chúng ta phải hành động ngay và hành động triệt để. Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn.